Tiếp theo là về cái câu hỏi của anh Phạm Văn Thường. Anh có câu hỏi như sau: xin thầy cho biết là em có miếng đất tọa nam hướng bắc, đo thì từ 11 đến 20 độ. Thầy cho biết năm 2019 này hoặc xa hơn là năm 2020 có thể động thổ được không? Em sinh năm 1978 Mậu Ngọ, vợ em sinh năm 1982 Nhâm Tuất, con trai 2007 Đinh Hợi, con gái sinh năm 2014 Giáp Ngọ. Xin cảm ơn thầy và chương trình. Thì câu hỏi này thì chúng tôi sẽ có cái sự trao đổi, và sau đó là có cái những cái phần liên quan đến cái chi tiết thì sẽ cần phải anh cung cấp đầy đủ, rõ ràng và kỹ càng hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi vẫn đưa cho anh một số cái thông tin để anh giải đáp những câu hỏi này. Xin mời anh Đức Xu. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Thường và cảm ơn cái phần dẫn dắt của anh Long. Ở đây anh Thường có đưa thông tin với chúng tôi, đó là nhà anh là tọa nam hướng bắc, cụ thể là từ 11 cho đến 20 độ. Thế thì nó tọa định hướng quý. Ở đây là anh năm 2019 hoặc năm 2020 thì có thể động thổ được không? Anh sinh năm 78 Mậu Ngọ, vợ anh sinh năm 82 Nhâm Tuất, con trai là 2007 Đinh Hợi, con gái 2014 là năm Giáp Ngọ. Ở đây rằng là với cái nhà nó là tọa nam hướng bắc, nếu như anh triển khai xây dựng, tháng này đang là tháng 9 âm lịch, gần sang tháng 10 rồi. Nếu như anh có triển khai xây dựng thì khuyên anh rằng là một là anh triển khai luôn vào những cái tháng cuối năm này, hai là anh để qua năm 2020 và sang các năm khác, tức là năm 2021 là chúng ta sẽ tiếp. Tại vì sao lại thế? Tại vì rằng là như các anh chị biết rằng là chúng ta làm nhà là chúng ta căn cứ trên yếu tố vận khí của đất để chúng ta làm nhà, chứ không phải là tuổi của các thành viên gia đình tôi như này có làm được nhà hay không, đúng không ạ? Do đó rằng là tại vì sao hướng bắc năm 2019 này nên làm mà năm 2020 nó không nên làm. Năm 2020 vì rằng là năm 2020 là năm Thái Tuế đến với phương bắc, tức là cụ thể đến phương Tý. Thực ra nhà anh là tọa đình hướng quý thì nó chưa có vào phương Tý, thế nên không phải lo. Nhưng mà rằng là năm 2020 thì đồng thời tam sát vào đến phương tọa, tức là đến phương nam. Do đó anh xây cái nhà là tọa nam hướng bắc thì vô tình nó tọa vào tam sát thì không có làm được trong năm 2020 này. Khi việc làm nhà, khi mà tham gia khóa học cái tài lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Là thì xét yếu tố sát đến với cái yếu tố thần sát, tức là yếu tố về thiên tinh thiên khí đến với cái ngôi nhà của mình từng năm, để xem là cái hướng nhà đấy chúng ta làm nó có bị sai hay không, và nếu có bị phạm sát thì chúng ta không có làm được. Cái sát này nó có thể đến hướng hoặc cái sát khí nó có thể đến tọa. Một trong năm cái sát khí rất lớn đó là tam sát. Năm 2020 canh Tý thân Tý tìm tam hợp thì tam sát nó đến ba phương là Tị, Ngọ và Mùi, tức là đến toàn bộ phương Nam. Do đó xây cái nhà mà tọa nam hướng bắc thì không có xây được, bởi vì là tọa và tam sát nó rất hung. Bởi thế cho nên nếu như 2020 thì anh nên dừng lại cái nhà hướng bắc này, anh không nên làm nữa nhé. Nếu như làm năm 2019 thì hướng bắc lại rất vượng, tức là tiết khí vẫn chưa chuyển sang 2020 thì vẫn là năm 2019 Kỷ Hợi, thì xây cái nhà tọa nam hướng bắc thì rất ok. Nếu như trong cái hướng bắc này thì anh có thể triển khai luôn vào cái tháng 11 hoặc tháng 12 âm lịch tới. Đó. Thì cũng không có phải lo rằng là làm nhà 2 năm đâu. Nếu như anh động thổ vào năm 2019 này mà có dây dưa sang năm 2020 thì cũng không có phải lo động thổ 2 năm anh Thường nhé. Tại vì rằng là làm nhà 2 năm nó không có phải quan trọng. Quan trọng nhất là thời điểm động thổ và thời điểm nhập trạch sao cho nó vững nhất. Thế thì thời điểm động thổ ở đây là anh nên có thể động thổ vào cái tháng 11 âm lịch tới. Có chi tiết cụ thể năm tháng ngày giờ như nào thì để Phong Thủy Tâm Nguyên tư vấn sâu hơn với anh thì nó sẽ tốt hơn. Anh động thổ vào cái tháng 11 tới, và từ giờ cho đến khi mà trước khi chuyển tiết khí sang năm 2020 thì anh hoàn thành xong một cái hạng mục, ví dụ như đổ mái được cái tầng 1 là ok rồi, và sau đó thì mình có thể thong dong mình qua Tết, và sau đó thì mình lại triển khai mình xây dựng tiếp. Xây dựng xong thì mình chọn một cái ngày tốt để mình nhập trạch. Thế thì cho nên không phải lo rằng là tôi làm nhà 2 năm thì có ảnh hưởng gì không, xong rồi bồi hoàn long mạch đấy kia các thứ nó không có đúng với phong thủy chính tông. Thế cho nên anh không phải lo làm nhà 2 năm nhé. Đấy, còn đâu rằng là xét các cái xa hơn 2020, tức là ví dụ 2021 Tân Sửu hoặc các cái năm khác 2022 Nhâm Dần, 2023 Quý Mão, thì lúc đấy chúng tôi xin trả lời anh sau. Gần đây là 2019 hoặc năm 2020 thì 2020 không nên làm, 2019 thì có thể làm được vào tháng 11 âm lịch. Còn chi tiết liên quan đến cách cục đất có được tốt hay không, phương án thiết kế lên cái bố trí không gian phong thủy, cách cục, phòng ban các thứ như thế nào thì chúng tôi cần phải khảo sát thì mới ra được cụ thể anh Thường nhé. Xin cảm ơn, và nếu như một cái lời khuyên cho anh thêm nữa là nếu như có cơ hội chọn một tranh đất khác nữa để mình triển khai mình làm ấy, thì đối với cái nhà của anh rất tốt, nếu như anh chọn được hướng đông nam hoặc hướng tây nam thì nó rất vượng lòng. Đây là kiến thức của tam hợp phái chính tông, chứ không phải là các cây trường phái liên quan đến các hướng ngũ quỷ rồi là tuyệt mệnh rồi là họa hại rồi lục sát, anh không có phải lo gì cả nhé.
anh có thể chọn hướng đông nam hoặc hướng tây nam để làm nơi cư ngụ thì rất tốt. Còn cách cục đất đẹp như thế nào, khảo sát thì đã cần phải ra. Thì đây anh tương tác sâu hơn, tư vấn với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ anh sẽ tốt hơn nhé. Xin cảm ơn anh Thường. Vâng, xin cảm ơn cái sự giải thích trước đó của anh Trung. Thì tổng kết lại với anh Thường thì nếu mà giả sử anh mà sắp xếp được, anh lên kế hoạch được thì trong năm 2019 này, cụ thể là tháng 11 âm thì anh tiến hành làm. Còn nếu mà giả sử anh chưa sắp xếp được trong năm nay và năm sau 2020 thì chắc chắn là không thể làm được nữa rồi. Và anh muốn nữa là cái năm nào mà xa hơn, tức là ngoài cái năm 2020 này, thì lúc đấy thì cần anh muốn là làm được chi tiết với công ty trong viên chúng tôi. Thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra cho anh cái năm nào mà vừa nhất trong cái căn nhà của mình. Thì lúc đó thì mình tiến hành xem cái năm tháng ngày giờ để mình tiến hành tổng thể. Thì đây là tất cả cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến anh Thường để làm sao anh nắm bắt được về tinh thần và cái kế hoạch cho gia đình mình. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc, đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.